Mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Linh Cù Lao. Thì hôm nay Linh có mặt ở Hậu Giang và được một người bạn trên kênh chia sẻ cho một ngôi nhà bỏ hoang cũng khá là xưa rồi. Thì bên trong ngôi nhà hoang này ngày xưa có hai ông bà lão sinh sống, và sau này sau khi mà hai ông bà lão qua đời thì con cái đã rước về để mà chôn cất ở một cái nơi khác. Từ đó là cái căn nhà bỏ hoang cho tới bây giờ luôn, và không có ai coi sóc hết. Thì nhiều người họ đi ngang bên thì được sự chia sẻ của một bạn ở trên kênh, cho nên là Linh mới tìm tới đây khám phá cái ngôi nhà bỏ hoang này. Khi mà vừa mới tới đây thì Linh đã thấy được một cái ngôi nhà khá là xưa. Cái kiến trúc này thì xây dựng cũng rất là lâu đời rồi, và như là bên trong thì cũng không còn đồ đạc vật dụng gì hết, chỉ là một cái khung cảnh hoang tàn và xung quanh thì cây cối nó tùm thôi à. Thì bây giờ Linh sẽ vào bên trong để khám phá trải nghiệm xem là ngôi nhà này có những cái điều gì đặc biệt hay là còn sót lại những cái điều gì bí ẩn hay không. Thì theo như là cái người bạn đó chia sẻ, ngôi nhà này bỏ hoang cũng được 5 năm rồi và không có ai tới lui hết, bởi vì con cháu của gia chủ ở đây là làm ăn cũng rất là khá giả và giàu có, cho nên là họ cũng không có quan tâm đến cái ngôi nhà này. Ở xung quanh đây thì rất là thưa nhà, bà con hàng xóm ở đây thì hầu như là rất là ít đi ra đường luôn. Cái đoạn đường này thì Linh thấy là hầu như là không có xe qua lại luôn đó nha, rất là vắng. Trước cửa thì có trồng một cái cây phượng nè, và cây phượng này cũng đã được dùng để làm bàn thờ ông Thiên luôn. Mấy ông bà già xưa hay trồng những cái cây rồi để những cái tấm gạch lên đây rồi làm bàn thờ đó. Đây là cây phượng nè, lâu năm quá trời cho nên là cái cây nó ăn sâu vô trong cái tấm gạch này, rất là cứng luôn á. Và như là Linh thấy là căn nhà này chưa có cắt điện luôn á cả nhà, đường dây điện vẫn còn truyền vô bên trong luôn á. Vòng vòng đây thì toàn là những cái ruộng lúa bao quanh không à. Nhà này phía sau đây là nguyên một cánh đồng lúa luôn. Đa số người dân ở vùng này thì người ta trồng lúa nhiều. Phía bên hông này là nguyên một cái khoảng trống rất là rộng. Đây là cái góc nhìn từ bên hông của ngôi nhà nè. Thấy một màu đen thui luôn, nhìn cũng khá là cũ kỹ. Bên hông này có hai cái bể chứa nước nữa. Biết là có gì không? Ồ, mấy cái bể này bị khô rồi, không có nước luôn. Mấy ngày nay có mưa nhưng mà không có nước luôn cả nhà, cạn khô à. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong ngôi nhà luôn nha. Lúc trước thì có căng một cái tấm bạc nữa mà nó bị mục rồi cả nhà. Tấm bạc chắc để làm màn che rồi. Máng sói nè, máng sói mà người ta làm cái ống sắt xuyên qua tường, xuyên qua cái bậc tường ở dưới này. Nhà bây giờ rong rêu gì nó mọc xanh lè hết trơn, xung quanh là cỏ không à. Những cái mảng bám rong rồi nè. Bởi vậy khi mà đi bên ngoài nhìn vô thấy căn nhà này nó khá là cũ kỹ. Những cái lớp tường cũng đã bị bong chóc hết rồi cả nhà.
Ủa gì trời, mới bước tới cửa đã nghe những cái âm thanh gì đó trên nóc nhà. Nhà này đúng là kiểu mẫu nhà xưa luôn, hai cửa vào và một cái chỗ đó là người ta để thờ cúng ở khoảng giữa, xây hõm vô bên trong. Ở trên thì hai kèo. Sao ở giữa nhà người ta lại trồng một cắm một cái cây vậy ta? Nhìn rất là lạ luôn đó nha. Đây là ở giữa trung tâm ngôi nhà luôn nè, mà người ta lại cắm một cái cây vậy nè. Nhìn ngộ thật sự luôn. Ngoài này cũng có cắm một cái cây nữa. Mấy cái khuôn bông sắt nè. Khuôn bông sắt này là nhìn là biết cái kiểu này cổ xưa rồi, lâu đời lắm rồi, bị sét rồi bong nước sơn hết trơn rồi. Ui trên này có một cái kiến nữa nè, kiến này là kiến thợ hàn. Không biết sao mà người ta lại gác mấy cái cây ở trong này rồi cắm cây ở giữa nhà nữa, làm vậy chi ta? Cửa sổ rồi cũng bị mục hết rồi cả nhà. Nhìn thấy mấy cái chỗ mà cái khuôn bông đó là người ta làm cái kiểu nhìn cũng khác ha. Hồi xưa thì công cụ còn thô sơ cho nên là người ta đổ xi măng làm kiểu cột khuôn bông nhìn cũng khác. Ở trên bức tường này hình như là còn một số những cái dòng chữ gì đó, chắc là ngày xưa đám cưới đám tiệc gì người ta dán lên đây nè, còn mấy cái dòng chữ nữa cả nhà. Còn cả mền mùng gì nữa kìa, cái chỗ khoảng giữa này á là cái chỗ để mà người ta thờ cúng gia tiên đồ. Chỗ này thì thay thế cho như là một cái bàn thờ vậy đó, thường là xây như vậy để mà họ khỏi làm bàn thờ, chỉ làm mấy cái kệ ở trên đó thôi rồi bắt đầu là thờ. Trên cái bức tường này thì Linh thấy còn khá là nhiều hình, và đa số hình ở trên này là những cái tấm hình của nghệ sĩ cải lương đó, nghệ sĩ cải lương hồi xưa không à. Tài Linh nè, Thoại Mỹ nè, thường những cái người lớn tuổi ông bà già xưa rất là thích coi cải lương cả nhà, cho nên là họ dán những cái hình của nghệ sĩ rồi trên đây quá trời luôn. Cái bức tường này cũng bị bong chóc ra nè, rớt xi măng xuống lòi sắt ra luôn. Ồ đen thui luôn. Bên chỗ cái góc này nè là có một cái giường, chắc là ngày xưa có giường à, để dưới chân cái góc này. Nó bây giờ do là lâu năm quá nó mục rồi, nó nghiễu xuống đây luôn. Bên trên thì còn mùng với lại một cái gối ôm. Mà như nãy giờ Linh để ý đó là chắc là có người vô đây cầu cơ cả nhà. Cái cụ gạch ống này người ta để giữa nhà luôn, chắc là ai đó đã vô đây cầu cơ hay sao mà không thấy nhang. Ông quá, ông nó bu trên đầu. Giờ mình sẽ vào bên trong cái phòng này xem.
Bên trong này còn một số mấy cái mền ở đây, rác gớn không à. Đứng ở đây thì gió ngoài ruộng, ngoài cái cánh đồng ngoài đó nó thổi vô rất là mát luôn. Không biết là cái cuộn đen đen này là người ta quấn cái gì ở trong này nữa. Hình như là những cái tấm mót xốp không à. Mấy cái tấm mót xốp chắc là lúc trước dùng để làm la phong hay sao. Còn hai cái sợi dây treo lòng thòng. Dây gì đây? Dây này đó người ta treo làm gì trời? Nãy giờ mới phát hiện là cái kèo ở trên ngôi nhà này đã bị gãy rồi nè. Bị gãy một khúc và ở phần giữa luôn đó nha. Nhà bị xuống cấp và rất là nặng rồi. Nhìn ngôi nhà này thì cũng chưa có xưa lắm. Chắc là sau này cũng đã được tu sửa lại hay sao á. Những cái cây đòn tay này thấy là còn mới á. Thế nhưng mà đòn tay mà của ông bà già xưa mà họ làm là những cái gỗ tốt không à. Sao người ta lại treo mấy cái sợi dây lòng thòng đây trời. Bên hông nhà còn một cái chuồng heo nè cả. Chuồng heo nhỏ xíu à. Tường nó cũng bị mục hết rồi. Lòi ra những cái cây sắt âm bên trong. Nhà này cũng không xưa lắm cả nhà. Đi một vòng ra ngoài thử xem. À để xem cái ổ điện này. Ôi chắc là bị cắt điện rồi. Không còn đồng hồ nữa cả nhà. Ở đây bị cắt điện rồi. Nhưng mà cái đường dây thì thấy vẫn còn truyền vô. Ôi ôi. Nãy giờ mới nhìn thấy là mấy cây đòn tay nè. Nó mục hết trơn rồi cả nhà. Mối nang hết trơn rồi. Rễ cây gì nó bò vô nè. Cái này là rễ của mấy cây đa hay là cây si gì đó. Đi qua mấy hông bên đây xem. Không có gì đặc biệt cả. Do là con cháu họ cũng đã đem thi hài của hai ông bà lão về một cái nơi khác để mà chôn cất. Cho nên là ngôi nhà này mới không có mộ. Chứ nếu mà con cháu mà không đem đi thì chắc chắn là những cái phần mộ sẽ được chôn cặp cái ngôi nhà này luôn. Thường là những ông bà già xưa và những ngôi nhà dưới miền Tây này họ đều thích chôn những cái phần mộ nằm gần gần nhà. Do là con cái họ làm ăn khá giả và giàu có cho nên là căn nhà này cũng bị bỏ hoang và không có quan tâm tới. Đối diện cái chỗ này là một cái con kênh và một cái đường lộ đan. Cái nhà phía bên đó là nhà phía bên kia sông đó cả nhà. Ở dưới đây thì sông nước đi tới đâu cũng là những cái con kênh gạch. Quay trở ra đó cả nhà.
À, nãy giờ đi một vòng xung quanh khám phá ngôi nhà thì thấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái khung cảnh của ngôi nhà kiến trúc xưa bỏ hoang như thế này, nhìn cũng khá là ma mị ha. Khi mà nhìn thấy những cái ngôi nhà mà rong rêu nó bám đầy như vậy thì thấy nó rất là cổ kính và kỳ bí luôn. Thì hôm nay này cũng được sự chia sẻ của một người bạn ở trên YouTube, một cái người theo dõi kênh khá là lâu rồi, chỉ cho Linh, cho nên là mới biết được cái ngôi nhà này. Thì qua video này Linh cũng xin cảm ơn người bạn đó và xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà có xem được cái video này thì hãy cho Linh xin một like nha, cũng như là một chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nha.